tiệm tạp hóa Nam Châu không? Anh hai, anh hai, anh làm ăn tôi hơi lâu rồi đó nha. 5 phút nữa lấy tập qua. Kiếp trước tôi mắc ngỡ cô sao vậy? Ông Dương. Ngày ngồi xuống nơi đây, mời mời cắm chắc trên tay. Mình bàn chuyện ở trên đời và ly là say chờ mai. Chuyện dưới đất trên trời, đâu mình đã cuồng quay. Người ta nói thoáng say thì đâu biết mình say. Từ đâu mình muốn lắc cả bầu trời đó là của ta. Mặt cây xanh nhiều quá khiến ta thôi ấy mà. Rồi ta biến cái nhà thành nơi chứa chuyện gần xa. Chuyện của cả thiên hạ đâu là quá tay ta. Muốn anh đời tôi muốn là tôi muốn sống như tôi mong muốn. Lời cuốn cho tôi đi xuống tình huống này tôi không mong muốn. Thật khó để sống thật thà, khó để sống thật thà. Đời này nếu chỉ đúng không sai thì chẳng một ai gọi to trời ơi. Nếu chỉ toàn những chuyện tươi sáng thì có gì đâu mà phải bàn. Trời đâu để ta phải sống dễ dàng. Chẳng còn thời gian để ta ngồi ca thán. Nơi muốn để ta phải xin hàng. Nhưng mà tim của ta vững vàng. Lòng mình sống ngây hàng, lòng mình say bằng vàng. Lòng vòng thì chớ có hồng, mình cười nhẹ nhàng như không. Thấy chưa, trời ơi, chương trình gì mời ba cha chán người chán luôn á. Câu với ẹt gì mà trả lời không được. Đúng rồi, mấy người giỏi hơn ta sao không đi thi đi ha. Không ôm cái điện thoại thì mở tivi coi. Không ôn bài gì hết trơn á trời à. Ôi con ôn sáng giờ rồi mẹ, mẹ phải cho con nghỉ xả xì chết chứ. Ừ, xả xì chết hả, chứ phải là làm biếng hả. Nếu rảnh rỗi thì ra quán phụ tôi kìa. Con trai, ôi ôi, học ôn thi mệt mỏi quá hả con. Ra đây ngồi một coi tivi cho đầu óc thư giãn đúng không. Mẹ ơi, mẹ con không có quen mẹ như vậy đâu, mẹ trở về là mẹ đi. Con nói gì vậy thằng thiệt. À con, ở trong phòng ngột ngạt có không. Ừ, ra đây ngồi đi, rồi coi tivi với em đó nè. À, ủa Dương, dạ. Anh nghe nói là em ôn thi, là em ôn thi đại học quá hả. Dạ đúng rồi, em thi hai lần, lần mà con biết không, thằng này nó xuống sao á. Trời ơi, thi hai lần mà rất he. Lần thứ nhất á là nó bị đau bụng mà xém đi cấp cứu. Còn lần thứ hai thì trời ơi, tới mình chỗ thi á thì tới lộn địa điểm, có phải hậu đậu không con á. Người ta nói là học tài thi phận anh. Bữa đó mà em hên chút xíu là lạng quạng, giờ em làm thủ khoa luôn. Nè 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 nè, đừng có nói quá, anh tao lòi cái ngu cho người ta biết hả ông. Ôi vậy thì tính ra là em học giỏi lắm hả. Dạ thì em học bình thường à, nhưng mà cũng thuộc dạng giỏi á. Tại ba mẹ em nói là em phải khiêm tốn. Bình thường á là em đi học, em rảnh thì em ra em phụ mẹ. Còn một cái sở thích của em là em coi game show để mình nạp thêm trí tuệ cho mình á. Con biết không, thằng này nè, trời ơi, nó thích coi những cái chương trình về trí tuệ, cho nên tivi mà mở những cái game mà trí tuệ nó mê xài luôn con. Dạ đúng rồi, mà sẵn đang có game show, đem thử cho anh coi nha. Được không? Nhìn tin con đi, có nào con làm cho mẹ mất mặt đâu. Hỏi tiếp theo có nội dung như sau. SEA Games 31 được tổ chức ở đâu? Ở đâu? Thể thao không phải sở trường của con nha. Nhưng mà con vẫn biết câu này. Biết hả? Dạ biết chứ, câu này là ở trong Timor. Đáp án chính xác là Việt Nam. Việt Nam. Ủa em, câu này mà em cũng không biết nữa hả? Tại em bận quá, em canh quán á, cho nên là em không có coi đá banh. À, hiểu không, là tại em nó học nhiều quá đó cho nên nó không có nhớ. Dạ, nhưng mà trận này em có coi nha, trận này là Đông Timor thua Việt Nam, em có coi trận này. Tiếp theo là một câu hỏi về lĩnh vực vật lý. Trời này sở trường của em thi khối A mà toán lý quá. Cái này sở trường con, mẹ tin con đi. Newton đã bị quả gì rơi trúng đầu để từ đó cho ra đời thuyết vạn vật hấp dẫn? Trời ơi, quá đơn giản. Trong cái câu hỏi này nó đã có luôn câu trả lời rồi. À, cái trái mà rớt vô đầu mà chấn động, chấn thương, nó là trái sầu riêng. Đáp án chính xác là quả táo. Quả táo ông ơi, chứ phải trái sầu riêng. Nhưng mà cái này là tại cái đề nó sai hay sao á, đúng không anh? Trái táo mà rớt vô đầu mà tự nhiên chấn thương mà thành bác học được, nó phải là trái sầu riêng đúng không? Tắt luôn khỏi coi. Con làm ơn, con ngồi im giùm mẹ là giúp mẹ rồi ha con trai. Quang. Ờ, dạ. Hôm nay ngày nghỉ không đi đâu à? Dạ không có đi đâu hết nè. Đi uống cà phê với anh. Ok anh. Trời ơi, Phi, con là niềm tự hào của mẹ đó. Con mặc cái gì mẹ cũng thấy con rất lịch sự, tao nhã, dáng rất là một người đàn ông
Thành đạt. Ôi ơi mẹ hãnh diện gì con. Mẹ con ăn mặc đơn giản mà có cái gì đâu. Quang đi luôn chưa? Ờ không, anh đợi em xíu. Em thay đồ cái. Mẹ đang muốn khoe mẽ với người ngoài anh. Khoe mẽ hả? Nói tầm bậy tầm bạ. Con ăn mặc bình thường mà tân bốc con dữ vậy? Không, trong mắt mẹ con lúc nào cũng là số 1. Nè, thấy anh hai không? Học hỏi anh hai nghe chưa? Dạ, biết rồi. Nè, mẹ thắc mắc một điều. Sao con với thằng Hoàng bằng tuổi mà lúc nào nó cũng kêu con bằng anh mà nó xưng em là sao? À, tại lúc trước con với Hoàng làm chung công ty đó. Rồi Hoàng làm dưới con kêu nó bằng em riết rồi. Cái bây giờ quen miệng không có đổi lại được. À, thì ra là vậy. Mày thống chuyện á, đi ra quán phụ tôi. Trời, mẹ quýnh mày bắt đầu con hoài luôn á. Hỏi sao con không lẫn lộn kiến thức. Thôi, phụ mẹ đi, đi. Sao? Thấy phòng ốc sao? Nghỉ ngơi đồ thấy ổn chứ? Em thấy cũng được, tại vì tính em cũng không bị lạ chỗ mà. Anh thấy nhà anh hơi đông người, sợ em ở hơi bất tiện thôi. À, không sao đâu. Em á thì thích đông đúc như vậy á. Tại vì từ nhỏ là em ở với mẹ, cho nên em ngưỡng mộ mấy cái gia đình mà có đầy đủ bố mẹ lắm. Mới ở thấy vui vậy đó. Chứ ở về lâu á, không chừng... Bắt đầu từ giờ phút này chúng mình phải văn minh văn hóa đàng hoàng nghe chưa? Ai mà cãi lại sẽ bị phạt chùi tôi lấy 1 tháng. Ở lâu thì sao anh? Thì mình mới ở là mình thấy vui. Mình ở lâu á thì càng lâu nó sẽ càng vui hơn nữa. Nhà anh là vậy á, ở càng lâu là càng vui. Thôi em ra ngoài có chút chuyện nha. Cô, đứa của con bán được không cô? Bán được á con. Được hả cô? Bán hết rồi. Hết rồi hả cô? Ừ. Vậy mày lấy thêm đi cô. Lấy. Dạ, vậy cô lấy nhiêu nữa cô? Cho cô 2 thùng đi. Cô, con thấy nên lấy 4 thùng á. Tại vì cái dòng sản phẩm mới người ta đang chuộng. Mà không có sẵn trong quán là người ta không ghé đâu. Ừ thì 4 thùng. 4 thùng hả cô? Dạ, con cảm ơn cô. Vậy lần sau con ghé con đưa cô ha. Được á, dễ thương. Dạ, cảm ơn cô. Vậy nha. Dạ. Nhìn cái mặt thấy ghét ghê. Nhưng mà dù gì anh cũng cố bối rối. Chào anh. Chào cô. Mời cô ngồi. Cảm ơn anh lần trước đã cứu bé bối nha. Không có gì đâu. Nhưng mà cô nè, mai mốt chú ý coi con cái cẩn thận. Đâu phải lúc nào cũng gặp được người tốt như tôi đâu. Tôi biết rồi. Tại hôm đó tôi có việc cho nên tới trễ. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà có điều này tôi cũng muốn khuyên cô thật lòng. Anh nói đi. Tôi biết nó cũng hơi tế nhị, hơi khó nói. Không sao đâu. Nhưng mà... Anh cứ nói đi. Tôi cũng là một người thích lắng nghe mà. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Chuyện là như vậy, mình cũng lớn rồi, cũng có tuổi, mình cũng có gia đình, có con cái. Thì mình bớt lương lẹo nè, rồi bớt gian xảo. Rồi đôi khi mình ra đường, mình đừng có tính toán những cái gì đó quỵt tiền của người ta. Như vậy nó sẽ không tốt. Cô biết không, bây giờ con của cô là đang trong quá trình nó đang lớn. Bé đang lớn cho nên là nó sẽ hình thành nhân cách từ người mẹ của nó. Từ cái người mà nó ngày đêm bên cạnh như vậy. Đó, khi mình là một tấm gương sáng thì con mình nó có đời sau nó sẽ sáng hơn, hiểu không? Đủ rồi, anh nghĩ sao vậy? Hồi nãy giờ tôi tưởng anh nói cái gì hay ho lắm. Tôi ngồi tôi chú ý tôi lắng nghe anh. Anh nói làm sao? Ai gian xảo, ai lương lẹo? Cô đó. Cô làm gì á? Tôi dạy cho anh một bài học. Không nên làm ông chú nhiều chuyện, nghe chưa? Nè, làm cái gì vậy? Về tôi hả? Gì vậy? Tôi nắm tay cô làm gì vậy? Nắm tay còn không gọi là dê hả? Đúng là xui thiệt mà. Làm gì nữa? Lấy cuốn sổ của tôi. Kiếp trước tôi mắc nợ cô sao vậy? Cái gì đó? Cái gì? Không, anh bị gì vậy? Bộ như mày nóng lắm sao mà tắm luôn vậy? Xui thôi em. Có mặc cái gì mẹ cũng thấy con rất là lịch sự.
nhã, cái dáng rất là một người đàn ông thành đạt. Điềm đạm lịch sự mới ghê. Chào, hai anh em đi uống cà phê vui vẻ không nè? Không có vui lắm. Ủa sao áo nó ướt mẹ? Con. Dạ. Thái độ vậy là sao? Dạ chắc là ướt áo cho nên hơi bực bội. Ướt áo à, hèn chi thế. Mà nè, cô nghĩ là chắc nó đi dưới chỗ mà người ta đang tưới cây đúng không? Rồi ướt lên nó quê cái gì? À dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Ta da. Ơi ơi. Thành công rồi, thành công rồi. Chúc mừng con. Nói nghe nè. À Hoàng. Dạ. Trời ơi, tao nói trong nhà này á, là cô không phải cô khen chứ mà cô á, là nấu ăn rất là ngon nghe. Rồi bao nhiêu cái nghề mà nấu ăn ngon cô truyền cho con gái cô là con Mỹ. Nó khéo tài vậy lắm, nấu cái gì cũng ngon hết trơn á. Nó nấu chè nè, cô ăn thử coi. Nó ngon dạ. Không? Dạ, để con thử. Anh Hoàng, này đây, nhảy đây. Mặn két à cô ơi. Ủa sao chè mà mặn chát, đó cho tao thử coi. Ủa gì mẹ? Trời ơi bà, chè là phải ngọt, bỏ muối sao mặn chát vậy? Nhưng phải ngọt cái sao như muối lội vậy? Hả? Trời ơi, hai cái hũ muối đường mày để kế bên nhau sao mẹ không ghi, con không biết. Em lộn. Không sao. Xin lỗi con. Xin lỗi, để em làm lại khác nha. Thôi rồi. Lâu lâu ăn kèm mặn thì nó cũng độc đáo thiệt. Nhưng mà lần sau em đừng có làm nữa nha. Con xin phép cô về phòng. Thôi xót chút xíu à con. Cái khác là làm cái khác. Trời ơi mẹ không biết, mẹ hại con. Hại cái gì? Trời ơi, nếu mà hủ đường hủ muối tao không phân biệt thì tao phải nêm nếm đi. A thần phù đổ vô à. Thì hồi nãy tao nếm mặn á thì tao biết cái mặt tao để đâu nữa. Trời ơi chứ, trời, kiếm cái lỗ nào cho con chua vô. Kìa kìa, cái lỗ cống ở phía trước nhà kìa, nhào vô đó, úp cái mặt vô cái lỗ cống đi. Ê, hay là chị chua vô trong túi em nè. Hồi nãy nó ngọt ngào ghê luôn anh ơi, ăn chén chè ngọt ngào của em đi. Ừ, chị ăn luôn hai chén nha, mặn quá. Bữa nay mà tôi lên tăng xong là tại bà đó. Trời ơi, chị sao tao làm vậy mà. Anh Hoàng ơi. Ai vậy? Anh Hoàng ơi. Em vô đi, em vô đi. Chào em. Có gì không em? Em mới mua cái đèn ngủ. Em muốn tặng cho anh. Em biết phòng anh chưa có đèn ngủ đúng không? Thôi được rồi. Anh tự mua cũng được mà. Em cứ giữ thôi em xài mà, đi. Thôi mà không sao rồi, để em tặng anh cho. Coi như người một nhà mà. Thôi. Bây giờ anh ở nhà em rồi, có gì đâu phải ngại nữa. Em ơi, phòng anh nó cũng không có cần đèn ngủ đâu. Nè anh coi nè. Đẹp chứ. Em nghĩ là mình nên để cái chỗ này đi. Cái chỗ này nó còn trống nè. Em để lên đây nha. Em muốn để đâu cũng được. Anh thấy hợp không? Cảm ơn em. Anh mới dọn tới chắc cũng còn tùm lum đồ chưa dọn dẹp đúng không? Thôi được rồi, để anh dọn được rồi, để anh dọn. Mẹ anh, cứ ngồi đây đi. Ngồi đây đi, em phụ anh được mà. Nhà em mà em quen hết trơn rồi. Đừng có ngại. Nhưng mà mấy cái thôi để em tự dọn đi em. Được, mấy cái này em để riêng ra đúng không? Còn cái này bên đây đúng không? Rồi, em biết rồi. Cái này cái bìa thì em để bên đây cho anh nè. Còn cái này em qua em xếp lại gọn gàng cho anh nha. Anh để em dọn cho, để em dọn. Thôi được rồi, để anh dọn cho. Phòng anh không sao đâu. Để em phụ anh. Không sao. Em không cần phụ anh nữa. Bây giờ em cứ về phòng của em nha. Dạ em dọn phụ anh nha. Thôi được rồi, để anh làm được rồi. Rồi cảm ơn em nha. Cảm ơn. Không có gì. Không, em cứ về phòng. Em xuống em lấy chỗ lên phụ anh nha. Không, anh có chỗ trong phòng rồi. Anh ơi. Thôi tắm lại. Đúng là cái nhà này ba đứa không có đứa nào ra hồn. Gia môn bất hạnh. Sao bữa nay uống cà phê đắng quá à? Của ông đắng hay ngọt vậy? Kệ người ta. Làm quen hả? Quen gì?
nhớ bạn xưa rồi hỏi vậy thôi. Dạ, quen chào hai chú. Ủa con đi đâu về vậy? Hoàng có giò mà muốn đi đâu đi, hỏi làm gì? Tôi hỏi Hoàng. Ủa con đâu về vậy con? Ờ dạ con mua cái ly để cho phòng uống nước đó mà. Ủa nhớ trong phòng con có ly rồi mà đi mua nữa làm chi? Dạ con lỡ làm bể rồi. Ủa vậy hả? Hồi sáng có bà Năm. Bà Năm bà Năm nào? Bà Năm Phụng được không? Bà Năm anh tập quá chở con cha kia. Hồi sáng cũng làm bể cái dĩa quăng vô cái sọt rác. Rồi con bể, bả cũng bể, gia đình này trước sau cũng đổ bể rồi. Con ơi nè, không ấy qua nhà chú ở, qua nhà chú yên ổn hơn. Ông nói gia đình ai? Tôi rủ nó qua gia đình tôi thôi mà. Thấy gia đình người ta hạnh phúc có trù hả? Ôi ganh tị. Tôi ghét cái nụ cười đó lắm. Ủa người ta cười chuyện của người ta. Hạnh phúc, hạnh phúc rồi bị vợ đánh hoài. Trời ơi trời, sao nó tức gì mà nó muốn nghẹn luôn á. Tôi nhịn đó. Này con, đừng có tin miệng lưỡi thế gian ha. Nhất có mấy người nói nhiều đó. Họ nói lung tung lắm. Miệng đời đó con. Tại biết tại sao họ nói nhiều không? Tại ăn không được phát cho hôi. Có người á gì cái nửa chén yến xào thôi mà quay lưng ngoảnh mặt phá chén cơm của người ta. Ác lắm. Không ngờ ba mình lại là người hẹp hò như vậy. Ờ, dạ thôi xin phép hai chú con đi à. Đó, có đi qua nhà chú đi con. Thiệt á, qua nhà chú ở hạnh phúc hơn. Con ơi, dạ. Con đừng có tin con ơi. Có đồ ăn giấu một mình ha. Dạ. Con đừng có tin người ta nói. Có miếng ăn mà dành giật cái dao hèn lắm con. Thiệt á, tồi tàn lắm. Qua nhà chú dạ. Ở qua đây, qua nhà chú dạ. Sao, bữa nay qua nhà bà Lành chơi có vui không? Dạ vui. Vui mà sao giọng buồn quá vậy? Lại mẹ coi coi. Sao? Sao cái mặt trù ụ vậy? Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi. Mẹ biết là con thiệt thòi lắm. Nhiều khi cuối tuần con người ta thì được đi chơi, còn mẹ phải đi làm, cho nên là mẹ phải gửi con. Con đừng buồn nha. Không phải đâu, mẹ đi làm để mẹ nuôi con mà. Bói bói của mẹ đúng là một em bé hiểu chuyện nhất quả đất luôn á. Nhưng mà mai mốt mà mẹ có đi đâu thì mẹ để con ở nhà mình đi. Đừng có gửi qua nhà bà làm. Sao vậy? Con ở nhà mình được mà, con đủ tuổi rồi, cũng 9 tuổi rồi. 9 tuổi luôn, dữ vậy hả? 9 tuổi rồi hả? Ừ. Nhưng mà sao con không thích qua nhà bà Lành? Tại... Sao vậy? Con ghét mấy đứa cháu nhà bà Lành đó. Cái gì? Mấy đứa đó, mấy đứa đó ăn hiếp con đúng không? Rồi thế không, bà Lành liệt. Mẹ nó không có ăn hiếp con. Chứ sao? Tụi nó chỉ nhắc đến cái chuyện mà con không có ba hoài à. Tụi nó suốt ngày tụi nó cứ chọc con á. Thôi con cũng phải hiểu á, là tụi nó cũng là con nít, nhiều khi á nó nói vậy thôi chứ nó không có suy nghĩ được nhiều. Thôi bỏ qua cho nó nha, có gì á mẹ sẽ nói với bà Lành nha. Dạ. Nha bôi bôi. Mà nè, bữa nay con chơi ngoài sân đúng không? Dạ tại mấy đứa kia nó ở trong nhà nên con ra ngoài sân chơi. Thôi được rồi, bây giờ vô rửa tay rửa mặt đi nha. Mẹ vô mẹ pha nước cam rồi mẹ nấu cháo. Ăn cháo xong uống thuốc nha, ngủ một giấc ha. Đi đi con. Alo, cậu hả? Con nghe nè. Con điều tra mấy người nhà ông Châu sao rồi? Nói chung là hiền hậu, nết na, đảm đang, tinh tế. Ủa, sao nghe tuyệt vời quá vậy con? À không, con chưa nói hết mà. Hiền hậu, nết na, đảm đang, tinh tế, nhà này không có cái gì hết trơn á. Cứ tưởng là tuyệt vời, nhưng ai ngờ là tuyệt vọng đúng không con? Con cái thì không ra gì, ba mẹ thì không biết làm gương. Tóm lại, gia đình này là một gia đình thất bại cậu ơi. Trời đất ơi, anh Bình bị té xe hả? Ừ, cậu ơi, con đi trước nha, có gì con gọi lại sau nha. Anh Bình bị té xe hả? Trời, dắt lên đây. Trời ơi. Đi từ từ thôi, mình đã đau rồi. Trời ơi, đem đi, ngồi đây nè, ngồi đây nè. Từ từ chừng nữa đó. Bước lên cái bộ, bà mẹ từ từ thôi. Từ từ. Trời ơi, chú đau, mặt chú xanh lè rồi kìa, hỏi gì mà hỏi dữ. Mẹ, rồi thấy trong người sao rồi, hả? Có bị chỗ nào không? Chả chứ mà chả dữ vậy.
Trời ơi, chú Quân có cần đi cấp cứu không chú? Không không, tốn tiền lắm con. Mà chú chạy đâu dữ vậy? Chú chạy tới cái cua bà Tư Lơn á. Chú quẹo vô sau chú thấy 5-6 cái hẻm lận. Chú đứng suy nghĩ không biết cái hẻm nào mà nghe cái rầm. Chú không thấy đường luôn. Như vậy là ổng bị say nắng rồi ổng không thấy đường trời hên. Trời ơi, anh chạy chậm chứ mà chạy lẹ là chết luôn á. Bây giờ có sao không? Rồi thấy trong người sao rồi? Chắc không sao đâu. Để tôi vô tôi làm cho ly nước đường uống nghe. Cho miếng chanh. Đây còn có miếng nước rồi nè. Uống miếng nước. Dạ, cảm ơn. Mà chú đi đâu dữ vậy? Giờ chú thức dậy trễ. Chú tranh thủ chạy tới trường để đón con An. Trời ơi, chú đi đâu đi chứ chú chạy nhanh dữ vậy? Nãy con thấy chú chạy nhanh dữ lắm luôn á. Trễ mà. Ủa, nội, hôm nay Thiên An làm gì có đi học đâu nội? Ai nội? Dạ, chú Bình, con nói lộn á. Ủa mà chú, nào giờ Thiên An đi học bằng xe buýt mà, chú có đưa đón gì đâu? Tại hôm nay chú giật mình, chú muốn đi đón vậy đó thôi. Cái gì kỳ á? Mà sao vậy chú? Chú có chuyện gì vậy? Không á. Chú? Chú thiệt tình. Chú nè, có chuyện gì phải không? Dạ đâu có gì chị. Thấy ấp ba ấp úng là biết có chuyện gì rồi nói đây đi. Có gì chú? Dạ không có, không có. Cứ nói chẳng đi rồi lối sớm giúp đỡ lẫn nhau. Chú Bình nói đi chú Bình. Đừng có ngại. Cứ nói đi chú Bình. Nói đi. Dạo này tôi chạy xe ôm. Tại vì thức dậy trễ tới giờ chở mối. Tôi muốn kiếm chút đỉnh tiền để phụ đóng học phí cho con An. Ủa? Sao tôi nghe nói là ba má nó tháng nào cũng gửi tiền lên đóng mà. Năm nay ba má nó thất mùa, gửi lên không có nhiêu. Hơn nữa tiền học phí năm nay lại tăng nữa. Tôi ráng tôi chạy để phụ với cháu nó. Trời ơi ông ơi, già cả yếu rồi, chạy xe ôm chi? Mà không có tiền đóng cho nó không học được mới là yếu hơn luôn. Có gì thì qua nói vợ chồng tôi giúp đỡ cho. Đúng nói rồi. Sớm giúp đỡ nha, có làm sao đâu. Đừng có ngại. Với hơn nữa anh đang giận tôi đâu dám qua hỏi đâu. Trời ơi, lúc nóng rồi thì giận vậy thôi chứ giận gì. Bè bạn chơi mấy chục năm nay tôi giận ông rồi lấy ai tôi chơi. Vậy cho tôi mượn tiền đóng cho nó mấy học kỳ luôn nha. Được rồi, cứ đóng đi rồi mai mốt mà gửi từ từ cũng được. Tại tôi ngại, tại vì trả chậm quá. Để tôi cố gắng. Dạ. Nè, dạ thôi. Tôi cảm ơn mọi người. Để tôi về nhà còn nấu cơm cho ông Thiên An ăn. Chừng cản gì mà nấu nướng gì. Ở nhà tôi ăn đi, gọi điện kêu An qua đây ăn cũng được. Có một bữa cái dành nhỏ gì đâu. Thôi làm phiền gia đình chị hoài. Làm phiền cái gì không, không biết ông, nữa. Ý tôi nói là con An nó thèm ăn sườn nướng á. Rồi. Trời. Không có thì thằng Dương nó đi mua cho nó còn được chưa. Chẳng những ăn cơm mà còn có chè la sét nữa. Cái gì? Hả? Thì có chè thì mời anh Bình ăn chè. Cái gì vậy? Đừng mời. Nhà này mới ra kỳ vậy. Đi anh là... Đó. Trời ơi, trời ba mà sướng sao tự kêu ăn chè chứ vậy? Chắc không sao đâu mẹ. Nhiều khi chú đang chóng mặt ăn mặn vô cho tỉnh. Hay quá ha, hay là ăn mặn vô ổng bị tăng xong nữa. Rồi xong. Chè mà nấu với nước biển. Chứ mẹ mặn á. Mẹ ơi, tại sao người ta có ba mà con lại không có vậy mẹ? Tại vì hai mẹ con mình nó không có may mắn như người ta. Vậy khi lớn lên con có thể có ba không mẹ? Con có mẹ là được rồi, con không có cần có ba. Từ đây về sau á, con không có được đòi hỏi chuyện đó nữa nha không? Dạ. Mẹ à, gia đình này không phải là người xấu, nhưng mà họ quá may mắn. May mắn có hạnh phúc mà mẹ không có được. Nhưng mà mẹ yên tâm, con sẽ không để gia đình này yên đâu. Tất cả chịu đau khổ. Ủa gì vậy? Tờ lịch kìa. Trên đó có cái gì mà ba với mày lại coi vậy? Không biết nữa.
không? Dạ. Đau à? Biết sao coi? Có gì mà ồn ào vậy? Ông quýnh con rồi bà. Bà nhìn tờ lịch chi dữ vậy? Bà đang có một cái suy nghĩ về vấn đề vĩ mô mà suy nghĩ hoài không ra cái vấn đề vĩ mô, cho nên chưa ra. Rốt cuộc là cái vĩ mô gì mà ba phải nhìn cái tờ lịch từ nãy tới giờ vậy? Anh hai, xin lỗi cho nói này một cái nha. Stupid. Khoan nghe phân tích cái đã. Mình phải nhìn ba, mình suy luận. Bây giờ ba đứng nhìn tờ lịch thì chỉ có là canh ngày tháng để ghi chỉ số điện, số nước thôi. Nhưng mà hôm nay thì không. Hôm nay thì không nha. Nhưng mà hồi nãy ba có nhắc tới từ vĩ mô. Vĩ mô thì chỉ có liên quan tới mẹ, đúng không? Mà mẹ mà dính tới ngày tháng nữa thì sinh nhật mẹ, phải không ba? Sinh nhật nói sinh nhật, mày đặt đứng phỏng đoán tới phỏng đoán lui, đúng không ba? Không còn gì xuất sắc hơn. Trời ơi, một sự phân tích logic, một sự thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ có nhìn ba mà đã đoán ra được cái vĩ mô trong bụng của ba. Con gái rượu của ba mà. Trời ơi, con ơi, con gái của ba thật là xuất sắc. Dạ. Con ơi. Dạ. Con có một cái tố chất đặc biệt. Dạ. Đáng lý ra là con phải đi học công an mới đúng á. Ủa sao cái khó vậy ba? Cái ngành nó khó với con lắm. Con chỉ nhớ là mai sinh nhật mẹ thôi. Ôi. Gì? Tưởng cái gì? Sinh nhật mẹ. Trời. Đi à, nói cái đi à. Giữ vị trí cũ cho ba để giúp cho ba cái vấn đề mà vĩ mô. Ủa ba, sinh nhật mẹ có gì đâu mà cần phải giải quyết ba? Nói ngu mà nó không chịu ngu. Mỗi lần chửi nó là tự ái à. Bây giờ mày nghĩ đi, sinh nhật mẹ thì mình phải tổ chức một cái sinh nhật cho mẹ thật là hoành tráng, đúng chưa? Nhưng mà không phải cái vấn đề tổ chức sinh nhật, mà vấn đề là mẹ con không có nhận món quà lần thứ hai. Vấn đề quà. Không biết ai ngu. Ba, nếu mà tặng quà đó thì sinh nhật của mẹ con nghĩ mình tặng hoa cho mẹ đi. Bởi vì phụ nữ rất là thích hoa. Thì rồi, nhưng mà mẹ con nói mẹ con không có thích nhận món quà nào mà lần thứ hai hết á. Đây nè, ba có ghi rõ lắm. Năm thứ nhất sau cái đám cưới thì ba tặng cho mẹ con một bó hoa cứt lợn thơm nồng nặc. Hoa cứt lợn. Nghe tới hoa cứt lợn hết muốn ăn luôn. Thơm ơi thơm, không hiểu sao. Ba, vậy thôi, mình tặng cho mẹ một cái váy đi. Bởi vì phụ nữ rất là thích váy đi chân diện. Rồi, sau 10 năm làm lễ cưới thì ba có tặng cho mẹ con một cái váy chống nắng tuyệt đẹp, hàng hiệu luôn. Hiểu ha? Hiểu sao mẹ không bao giờ muốn nhận quà lần thứ hai ha? Không, tại mẹ bán trong tiệm không mà tặng váy chống nắng rồi đi đâu. Bởi vậy bỏ tay rồi. Hay bây giờ con nghĩ như vậy nè. Váy nè, túi xách nè, quần áo nè, trang sức nè, giày dép nè. Tất cả những cái gì mà ba đã tặng rồi, ba liệt kê ra đi. Cái nào chưa tặng thì mình mua tặng mẹ. Ba, đưa con đi. Tụi con coi cho, cho lẹ. Trời ơi, cái gì vậy? Trời sao dịu vậy? Trời ơi, tặng gì tặng hết trơn rồi nè. Trời gì cái nặng, tặng hết luôn rồi, có nhiều món tặng hết luôn rồi đó. Trời, mấy con ơi, thông cảm cho ba đi. 30 năm rồi cho bộ mới sao? Ba, hay là ba tặng cho mẹ một cái đầm ngủ
sexy, để ba với mẹ không nói tình cảm. Rồi lỡ như mẹ của em bé thì sao? Rồi sau này nó sẽ giành quyền thừa kế tập quán của mình. Không được, không được. Ê, không được, không được. Ê, không được cái vụ đó đâu nha. Tặng gì chứ, tặng cái món đó là mẹ sẽ nói ba là gọi là già không nên nết. Ủa gì khùng hả? Tự nhiên tặng đồ ngủ mà mắc gì già không nên nết. Thì chị nghĩ đi, bây giờ tặng đồ ngủ mà thí dụ như tặng cho mẹ cách đây 30 năm á thì nó sẽ thế sao? Sẽ sao? Mẹ sẽ nghĩ ba là ba đang lén phén với cái cô nào đó cho nên là tập tành tặng đồ sexy. Ồ, thì cái ngày sinh nhật năm đó đó sẽ là ngày tàn của ba luôn á, nghĩ với cả nhà. Tào lao. Thì chứ gì nữa. Thôi. Ba không muốn chết vì cái sự mà thiếu hiểu biết thôi. Tìm cách khác cho ba đi. Trời. Ủa? Hay quá, đó, tìm cách khác đi, tặng gì? Ok, dễ ẹt. Chỉ cần mà thương mẹ, quan tâm mẹ một chút thôi là mình sẽ nghĩ ra được, đặt trái tim vô. Bây giờ mẹ lớn tuổi rồi đúng không? Mẹ cần một món quà hợp với độ tuổi của mẹ. Theo ý con á, món quà nào phù hợp với mẹ? Đó chính là tặng cho mẹ một bộ gaming xịn thật xịn. Không. Gaming gì? Mày nghĩ sao mẹ đi cần cái món quà đồ chơi đó? Ồ, mọi người cũng thương mẹ gì á, mọi người không nghĩ thôi. Bây giờ mẹ lớn tuổi rồi, ngày nào mẹ cũng phải buôn bán đúng không? Não mẹ bị căng thẳng, mẹ cần được xả chết, mẹ cần được giải trí. Thì một bộ chơi game là cái hợp lý nhất rồi. Dướng luôn rồi chết hửi mũi luôn. Bắn qua luôn. Tào lao. Trời đất ơi trời. Tự nhiên mà mua cái máy game cho mẹ mày chơi vậy? Tao biết rồi, mua cái máy game đó để cho tụi bay chơi phải không? Thôi không con có đâu nha. Thằng nó chơi á. Chào cả nhà. Năm nào ông cũng nhớ sinh nhật vợ mình, chứng tỏ là trí nhớ ông á không có vấn đề gì hết. Vậy á, tại sao ông lại có thể quên mẹ con tôi được chứ? Tôi ghét ông, cực kỳ ghét ông. Mỗi lần mà sinh nhật á thì chú hạnh phúc, thì cô rất ngọt ngào với chú. À, nhìn chú á, đẹp trai, phong độ, hát hay vậy, chắc hồi xưa có nhiều cô mê chú lắm hả? Còn phải nói. Vậy chú kể cho con nghe cái chuyện tình của chú đi. Gì chú? Anh chạy nhanh giùm em xíu đi, con em đang sốt cao lắm á. Anh. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy anh? Ủa anh ơi, cái gì vậy? Đang gấp lắm á, chạy đi chứ làm gì vậy? Nè. Ôi, chết rồi, xe em bị bể bánh rồi chị ơi. Cái gì? Trời ơi, sao bể bánh giờ này? Ê, làm gì vậy? Trời ơi. Cô hả? Tôi xin lỗi anh nhưng mà tôi đang có chuyện gấp lắm. Gấp gì, gây tai nạn sao? Con tôi đang bệnh kìa. Anh chở mẹ con tôi tới bệnh viện được không?